Của anh ảnh, Trương Vinh Quang, kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân. Sau một thời gian, bệnh nhân mổ phẫu thuật viên đinh gây đầu dưới xương chảy và gây 1/3 xương mác. Trên phim chụp thể hiện xương chảy bệnh nhân đường gây nứt và hở di lệch khá là nhiều, và xương mác một mảnh xương di lệch để vào trong. Vì bệnh nhân mổ một thời gian nhưng xương không liền, hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc nó kết hợp bỏ hoa lam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh liền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là xương của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn, và sau một thời gian tập luyện bệnh nhân có thể đi lại, cử động và làm việc được bình thường. Vì hiện tại bệnh nhân mổ một thời gian nhưng xương không liền, nhà thuốc sẽ bỏ lá kết hợp uống thuốc nam nhanh liền xương. Sau 2 tháng là bệnh nhân có thể cử động và làm việc được bình thường. Anh ngủ chân này được bao nhiêu ngày rồi? Ngủ chú 8 tết. Hiện tại mình thấy xương chày và xương mát nhé. Hình ảnh xương của anh là dập và vỡ rất là nhiều. Mà còn xương đang bị vặn nữa. Anh ở trên này. Nếu là điều trị thuốc em kiêng rượu bia nhá. Vâng. Này vết vết mổ của nhân này xe rồi. Đây. Anh nghiêng nghiêng chân đi. Nghiêng hẳn chân đi. Đó. Hôm nay anh bao tuổi rồi? 35. Trước khi đắp thì anh cuốn cho em 53 là giấy đây nhá. Vâng. Để đi vệ sinh này. Này giấy bảng rồi. Đi đâu mà cái chân nặng này? Đi Hòa Bình. Hòa Bình chơi à? Vâng. Đi Hòa Bình. Đó, đặt ở mặt ngoài lá này. Thì vị trí vết mổ của anh chưa khỏi hoàn toàn nhé. Đấy. À, xương anh dập rất là nhiều. Em đắp ở dưới dập này. Đấy. Anh mổ viện nào? Mổ ở Việt Đức. Việt Đức. Hôm nay anh bao tuổi nhỉ? 35. Anh dưới đây đây. Thì mai vết thương của anh nhé, nó khỏi rồi ấy. Thì anh đắp ở bên này cho em. Vâng. Anh đắp đây cho em. Nhưng đặc biệt là mai chiều đến anh bôi nghệ từ đây cho em nhé. Bôi nghệ em từ đây xuống chữa vết thương nha. Cái thứ hai là 10 15 ngày sau thì vết thương nó khỏi rồi. Anh đun em là nốt này, ngải cứu này, xương trung tần này. Đun lên cho mình đun một thứ một nắm này. Xong cho nửa củ nghệ vào. Đun cùng. Đun cho anh hòa nước ấm cho ít muối ngâm cho chân cho em nhé. Để anh chóng phục thì nhanh đi lại được. Đây đi lên đây đi lên cho em. Ở dưới nhé. Thì anh đắp mà lá này mình dùng này, thì đây đây đấy, quấn này đấy. Quấn lỏng, không quấn chặt nhé. Quấn thật lỏng thôi, quấn chặt quá máu nó không tưới được, nó không mua được xương đâu, không nhìn được xương đâu nhé. Đấy, cái vết này này chéo này nhé, hở để hở hở ra đấy. Không cần phải quấn quấn kiểu kín đâu, quấn hở ra nhé. Vâng. Nếu nào nó khỏi rồi thì mình quấn hở xong. Đắp là nhớ anh kim rượu bia thịt chó cho em nhé. Đắp là tầm hơn tháng đến 2 tháng nó khỏi hoàn toàn thôi. Nhớ là hàng ngày nhé. Anh phải nâng vầy về cái ngón chân này, cả bàn chân cái vầy này. Đấy nhé. Cái này đừng uống rượu bia nhé, rượu bia vào nó bị viêm nhé. Quanh này vết thương này này. Đây, cái chân phù nề nhé. Anh 10 ngày sau anh ngâm cho em là nốt ngải cứu. Làm hết phù nề. Sau anh cảm thấy chân nó cứng, nó chắc rồi thì anh đi chống nạn cho em. Và chân anh đi là tự tin rồi, anh bỏ nạn ra nhé, này đi về bình thường. Xong rồi đấy. Chào anh nhé. Anh. Hôm nay em xuống em xin lại hình ảnh về quá trình ngày trước anh bị gãy đầu 1/3 dưới, xương chảy và xương mát sau mổ thuật vi đinh. Từ đó anh điều trị khỏi lại được bao nhiêu tháng nhỉ? Khỏi được khoảng tầm hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng. Ngày trước anh bó 3 tháng thì anh đi lại được
bỏ tầm 2 tháng. Thì lại đi lại, đi lại làm việc bình thường chưa? Đi lại làm việc bình thường. Anh gửi ra đi vào đây. Rồi. Anh đi xem 3 vòng dài kia nhé. Chị về chăm tốt vào, anh mình chịu khó đấy. Anh vừa đi kịch trường nha. Hàng ngày anh còn thời gian đi chụp không? Em ít đó. Sáng đã phải làm được sáng. Mày đi cho hai hai con người nhé. Đi lại này thấy có rất ngày trước anh bỏ bao nhiêu thời gian thì anh bỏ nặng ra? Anh bỏ khoảng tầm hơn 1 tháng. Mức độ này anh dài bình thường nhé. Anh cần thêm thời gian nếu anh phải ra viện định điểm nhé. Chứ anh kiểm tra là tan hoàn toàn đấy. Tan hoàn toàn. Em chào anh, chúc anh thành công nhé. Vâng. Anh bây giờ em anh ngày sửa xe đúng không? Vâng. Anh thì anh làm việc đứng lên ngồi xuống bình thường nhé. Đứng lên ngồi xuống bình thường. Ừ. Anh làm bận việc hoặc là nào em sang anh bận việc. Chào anh nhé. Vâng. Em chào anh nhé. Hôm nay em sang hoàn thiện hình ảnh của anh. Về quá trình ngày trước anh bị gầy 1/3, xương cày và xương mát. Chiều đó anh tháo đinh được mấy tháng chưa? Tháo đinh được 5 tháng. 5 tháng. Hiện tại đi lại bình thường chưa? Đi lại bình thường. Anh nghe bạch cái chân này. 50 anh nhanh tên tết to không? Bình thường. Anh bén chân xuống đi. Anh đi cho vòng dài kia nhé. Vâng. Ngày trước bệnh nhân bị gầy 1/3, xương chày và xương mát, vỡ vụn, làm nhiều mạch. Sau khi nhà thuốc đắp thuốc và uống thuốc nhanh nhân xương một thời gian thì bệnh nhân hiện tại là tháo đinh được 5 tháng. Hôm nay nhà thuốc sang quay lại hình ảnh về tất cả các quá trình điều trị cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đi lại được hoàn toàn bình thường nhỉ. Bệnh nhân tháo đinh đi lại rất bình thường. Vì bệnh nhân ngày trước là gầy xương với vụn nhiều mảnh nên xương chậm liền, nhà thuốc bỏ thuốc được gần 3 tháng là xương can hoàn toàn và xương đầy và lên phẳng hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân chờ thêm 4-5 tháng sau bệnh nhân ra viện tháo đinh. Hiện tại bệnh nhân tháo đinh được
5 tháng. Hôm nay nhà thuốc sang ghi tất cả quá trình điều trị khỏi của bệnh nhân. Đi nhanh một tí anh ơi, đi nhanh một tí. Anh làm việc bình thường chứ? Làm việc bình thường là hôm nay em sang làm việc này của anh thì anh đã được 5 tháng rồi. Thì thay mặt nhà thuốc thì em cảm ơn anh, cho em xin tất cả quá trình từ đầu đến cuối để hoàn thiện clip chữa khỏi cái xương chày và xương mắt sau thuật huyết định nhé. Chào anh nhé, mọi người khỏe nhé.